Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S181. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Bình Trịnh. Trời ơi, mình thấy khu số 7 này thì hơi bị vui rồi nha anh em ơi. Vì đâu mà các khu vực chết map về khu số 7 rất nhiều. Và hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma chúng ta đó là 29 đội anh em ạ. Bây giờ chúng ta đang bắt đầu farm những con lính đầu tiên. Đội hình này là quét map khá là ngon nha anh em ơi. Chỉ cần trường ca chúng ta có được một cái quyển bí kíp phân sinh kết hải là tuyệt vời. Rồi, vô khu máu với mấy con lính luôn. Trời, thương nhân xa chứ ta. Hôm nay chắc phải về khu 1 thôi anh em ạ. Rồi, chúng ta di chuyển về khu vực số 1 và chuẩn bị có giao tranh. Có giao tranh xảy ra rồi, đó là một team treo. Rồi, quá nhẹ nhàng cho anh em. Đó, từng bước và chúng ta đã win giao tranh và không mất quá nhiều máu anh em ạ. Như vậy là chúng ta đã xử lý xong tại khu vực số 1. Và bước tiếp theo khả năng là mình sẽ di chuyển đến khu vực số 4. Bây giờ thì các thành viên chúng ta cần thêm một chút thời gian nữa để hồi phục lại các kỹ năng quan trọng anh em ạ. Đối với đội hình này anh em đánh càng bạo càng tốt nha anh em. Mình mà đánh càng bạo thì phải nói là đánh team đội bạn sẽ không thể nào đỡ nổi anh em ạ. Rồi, mình thấy có dấu hiệu bán ngọc. Ô, thiên nhẫn. Thiên nhẫn này theo mình suy đoán là đến từ khu vực số 6 anh em ạ. Tại vì lúc nãy anh em thấy có một con thiên nhẫn nó chết map về khu vực số 7. Đó, này theo suy đoán thôi nha anh em ơi. Trong tâm ma thì anh em cũng hay đoán mò vậy đi ha. Mình đoán biết đâu mà nó đúng anh em ạ. Rồi, thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị chờ lực lính tiếp theo xuất hiện và sẽ di chuyển sang đến khu vực số 4. Bất thuận lên. Nó ra tiêu dao đi, dội tiêu dao từ từ thôi. Lóc được rồi, nếu mà có thiếu lâm, có tiêu dao và có gì nữa đây. Thôi thì xử lý. Ui cầm tay, con lô một. Ôi chạy còn gán cắn cái bảo kích nữa kìa. Ghê, ta nói cao thủ không bằng tranh thủ cắn bảo kích xong chắc phàm lính anh em ạ. Và trường ca chúng ta đã có thêm một cái quần thể kim cang. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về đến khu vực số 3. Bật thuẫn cho đồng đội luôn anh em ạ. Tiêu dao vẫn tiếp tục đi trước. Và khu vực này có team vừa di chuyển về đến khu vực số 13 rồi. Thôi tranh thủ mua đồ đi. Rồi xong không còn dân sinh luôn. Ủa, hình như là trường ca mình có vân sinh rồi đúng không ta? Chắc là vậy anh em ơi. Bởi vì chúng ta không phát hiện quyển dân sinh trong thương nhân. Nếu mà bí kíp hết thì nó sẽ hiển thị lên dấu chéo anh em ạ. Di chuyển về đến khu vực số 13 nào. Rồi, tiêu dao bật lóc. Đồ bạn có tàn cúm nè, tàn cúm rồi tiêu dao nè. Quá, đánh tàn kiếm chón anh em thấy không? Chón, lướt rồi phong tháp. Ui, con ngà mi trên nhảy. Trời ơi, nhảy, ghê vậy. Hả, tính ra tàn kiếm máu liều thật anh em. Tàn kiếm vẫn còn sống nha. Ngà mi là cái mục tiêu bị xử lý đầu tiên. Rồi, mình thấy là tàn kiếm đã di chuyển về đến khu vực số 14. Và ảo tượng đã xuất hiện được 10 giây rồi anh em ơi. Khu 6 đã bị mở rồi, khu 4 cũng đã bị mở rồi, khu 9 cũng đã bị mở rồi. Thôi trời ơi, quá nhỏ. Ôi, thương ca mình chưa có vân sinh kết hải bà con. Còn cái bản đồ gì thương nhân không có vân sinh kết hải ta. Căng vậy. Và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị di chuyển sang đến khu vực số 14. Giao tranh nào, đó là tiêu dao. Không, đúng là tiêu dao rồi. Rồi, quánh nó tàn kiếm ơi. Và thế là có thêm được một số xu. Ở quân tiêu dao được 4 cái ngọc cường hóa anh em. Ở sao con này nó nghèo chứ trời. Bởi vậy đầu trận vòng số 1 đánh người chơi nó không đã chút nào anh em ạ. Tài nguyên rất ít. Anh em phải sang đến vòng số 2, số 3 kìa. Trời ơi, lúc đó mình ăn một người chơi tài nguyên nó vô lượng luôn bà con ơi. Ảo thú tinh anh hàng ngọc lộc vương đã bị tiêu diệt. Khu nào tìm treo ăn boss vậy. Bây giờ thì các thành viên của mình khả năng sẽ tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 5. Chúng ta di chuyển về đến khu vực số 15. Có người không? Có người. Trời ơi, con tiêu dao một cái lóc cái thất thám thêm con bá đao nữa anh em ạ. Đây khả năng là một team treo và chúng ta đã xử lý được hai thành viên của team đội bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chờ đợi hồi phục lại kỹ năng và sau đó chúng ta sẽ về thương nhân khu vực số 5. Mình nghĩ thương nhân khu vực số 5 chắc cũng không còn nhiều đồ đâu anh em. Đến thời điểm hiện tại thì có lẽ các team cũng đã tranh thủ về đó mua bí kíp. Bật thuẫn lên nào và di chuyển.
Anh em thấy cái cách di chuyển của Trường Ca luôn đi sau đồng đội của mình. Có Vân Sinh kết hải rồi, tuyệt vời. Như vậy là Tiêu Dao chúng ta cũng đã có được thất thảm. Ngon lành cành me anh em, trời ơi. Phút thứ 50 của trận đấu, à không, phút thứ 50 của vòng số 1 chúng ta đã có được Vân Sinh kích hải. Và bây giờ thì bật chế độ hộ báo di chuyển liên tục để quét map nào. Anh em, một cái kỹ thuật chơi Trường Ca đó là chúng ta hãy nhớ luôn đi sau đồng đội, chuyển map sau đồng đội và hãy spam các kỹ năng đánh thường càng nhiều càng tốt. Con Trường Ca nó lợi hại ở cái chiêu 1 và chiêu đánh thường nha anh em, rất lợi hại ở hai kỹ năng này. Đánh thường chúng ta sẽ tạo được hiệu ứng chón và nó đánh xuyên thấu các mục tiêu nữa. Có giao tranh rồi, ủa sao đây có hai team lần bà con. Khả năng là ai kéo người về luôn nè. Rồi xong, thêm nhóm treo trong này nữa. Một trong những kỹ thuật quan trọng của Trường Ca đó là anh em hãy chú ý nha. Khi chúng ta bị yếu máu thì anh em hãy canh những khu vực nào có nhiều lính, chúng ta đánh thường vào hoặc là dùng chiêu số 2. Đó là chiêu bình xa nhạn lạc anh em ạ. Đối với cái chiêu số 2 này, khi mà lực chiến anh em đủ cao, chúng ta chỉ cần một chiêu là anh em có thể hồi phục gần đầy lượng máu cho bản thân của mình khi chúng ta đánh vào lính nha. Rồi, hiện tại thì vòng số 2 bắt đầu và anh em thấy là có những team treo đang chuyển tống về rất nhiều. Và bây giờ thì thương nhân đã xuất hiện tại khu vực số 3 và số 4, team chúng ta chuẩn bị di chuyển, bật thuẫn lên nào bà con ơi. Có người luôn nè, rồi chơi khô máu luôn. Ôi nó chạy mất dép rồi anh em ạ. Rồi xong, xử lý được, có lẽ đó là một thiên nhẫn. Rồi, Trường Ca đã lấy được một cái quyển tăng cấp bí kíp. Bây giờ thì mình sẽ lên quyển Vân Sinh kết hải. Đó, ngon lành cành me anh em ạ. Bây giờ các thành viên chúng ta sẽ di chuyển về đâu đây? Đó là khu vực số 11. Đây Thiếu Lâm, ui Nga Mi. Ui con gì nữa kìa anh em, ui Nga Mi nó chạy kìa, ui. Như vậy ở cái cánh trên này mình thấy các team treo khá nhiều anh em ạ. Rồi, những team còn lại trong cái bản đồ tâm ma này đâu? Có một cái quần thể kim cang và tàn kiếm, chúng ta đã chiếm được cái quần thể kim cang. Chúng ta di chuyển về khu vực số 3, chạy sang khu vực số 4 anh em ơi. Anh em thấy Trường Ca rất cẩn trọng nha. Cho tàn kiếm đi trước, tàn kiếm đã di chuyển về đến khu vực số 17 rồi. Như vậy là số đội hiện tại trong bản đồ chúng ta vẫn còn đến 5 đội. Và bây giờ thì các thành viên chúng ta sẽ tập hợp lại khu vực số 5. Rồi, tiếp theo thì các thành viên của mình sẽ mừng cái quần đùi gì đây? Có Thiên Nhẫn! Wow! Thiên Nhẫn đã ẩn thân rất lạ. Hiện tại mình thấy quân hàm Thiên Nhẫn vẫn là ngạo thế, chưa có bạo kích thì khả năng gây nguy hiểm tàn kiếm chưa có quá cao. Chúng ta có một team giao tranh rồi, một Tiêu Dao bạo kích, có cả Minh Giáo nữa anh em ạ. Tiêu Dao bạo kích đã nhảy về khu vực số 6 rồi. Họ đã di chuyển về đến khu vực số 5 và team chúng ta đang đuổi theo. Tiêu Dao vẫn chưa lên được ngựa. Trời ơi, chạy cả buổi trời không lên được ngựa. Tiêu Dao lên được ngựa rồi anh em ạ. Có điểm hạ gục hay không? Vẫn chưa thấy. Rồi, nó đã chạy anh em ơi. Như vậy chúng ta mất dấu anh em ạ. Các thành viên chúng ta đang tản ra để tìm kiếm Tiêu Dao Minh Giáo, nhưng anh em phải hết sức cẩn thận bởi vì trong bản đồ này có Thiên Nhẫn nha anh em. Và bây giờ thì ảo tượng đã xuất hiện, Thiên Nhẫn đang có mặt tại khu vực số 5, Thiên Nhẫn đã ẩn thân rồi. Trời ơi, cái thời điểm này, cái thời điểm Thiên Nhẫn úp con tàn kiếm là hiệu quả nhất luôn đó anh em ơi. Chúng ta đã mở thành công ảo tượng khu vực số 5 và bây giờ có thêm cái quần thể kim cang. Trường Ca bắt đầu đi chít map ở các khu vực lân cận. Rất trống. Ủa Thiên Nhẫn không bám theo team mình, nãy giờ chúng ta đã để được những cái lỗ hổng rất lớn ở phía tàn kiếm. Đây, con gì? Minh Giáo hay Thiên Nhẫn anh em, mình thấy một chấm máu kìa. Rồi, team mình không đuổi theo, mình thấy là tàn kiếm đã đuổi theo nhưng không biết có bắt được hay không. Tàn kiếm đã di chuyển về đến khu vực số 21.
Như vậy là tàng kiếm đã tiêu diệt được một mục tiêu anh em ạ. Quá tuyệt vời, và chúng ta đang còn ba đội thiên nhẫn vẫn còn. Tiêu dao lóc được rồi, tiêu dao lướt và thiên nhẫn đã lên 7x rồi anh em ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục mở ảo tượng. Và số đội hiện tại vẫn còn 3 đội nha, trong đó có một thiên nhẫn lẻ. Trận này có lẽ là do anh em càng quá kinh, đội hình chúng ta giao tranh rất là tuyệt vời anh em ạ. BK cực kỳ chắc tay. Đây, Minh Giáo. Ủa, Minh Giáo ở đây một mình rồi, tiêu dao còn anh em. Có tiêu dao vẫn còn nha anh em ơi, chúng ta vẫn còn tiêu dao và Minh Giáo. Rồi. Khu vực số 3, hiện tại tiêu dao đang hồi máu. Khu vực số 7, tàn kiếm đã di chuyển về đến đó rồi. Hồi nào tàn kiếm bên mình khá là hổ báo, mặc dù trong map này có hai môn phái hệ hỏa, đó là thiên nhẫn với Minh Giáo. Nhưng tàn kiếm chúng ta khá lì anh em ạ, vẫn di chuyển một mình và không hề sợ. Bây giờ thì tàn kiếm đã di chuyển trở lại khu vực số 2. Rồi, tặng tàng kiếm cái thuẫn đi bà con ơi, cho tàng kiếm hồi máu anh em ạ. Chúng ta vẫn còn 3 đội trong bản đồ tâm ma này, và trong đó vẫn còn team của Minh Giáo và Tiêu Dao. Tiếp tục di chuyển. Đây, phát hiện được mục tiêu rồi. Đó là tiêu dao. Tiêu dao đã lóp được trường ca. Chúng ta mình thấy có cái quần thể kim cang tại khu vực số 5. Tiêu dao cắn rồi, thôi giọt lẹ. Trời ơi, chạy ngược lại. Ui chà. Một môn phái đã bị tàn kiếm chúng ta xử lý. Rất có khả năng đó chính là Minh Giáo anh em ạ. Tàn kiếm mình hổ báo quá anh em ơi. Và thời gian của vòng số 2 đã kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại khu vực số 1. Rồi, bản đồ này tính ra đã trở nên nhẹ nhàng khá là nhiều, bởi vì chúng ta chỉ còn có tiêu dao và thiên nhẫn anh em ạ. Thiên nhẫn thì mình nghĩ là lực chiến thiên nhẫn không quá nhiều đâu, bởi vì thiên nhẫn nãy giờ chúng ta liên tục hồi máu và cái khả năng cấu rỉa gây áp lực của thiên nhẫn không quá nhiều vào đội hình của mình. Anh em chơi thiên nhẫn hãy cố gắng tạo áp lực về đội hình của tiêu này bạn nhiều một chút nha. Rồi, ôi cần thần cơ nữa kìa. Ôi, một team thần cơ đâu ra vậy anh em? Ủa, thần cơ nó nhảy, anh chim nó quẩy cái này. Mình theo mình suy đoán team thần cơ là chung team với thiên nhẫn. Rồi xong, thần cơ đã ra đi. Tiêu dao lóc, tiêu dao không làm được gì rồi. Chúng ta tiếp tục kéo và một chấm máu. Phải nói là trường ca mình hỗ trợ rất là tuyệt vời, bật thuận liên tục cho đồng đội. Và đồng đội chúng ta cũng rất là gan lì anh em ạ. Như vậy là tiếp tục công lao thuộc về tàng kiếm. Có lẽ tàng kiếm đã xử lý được tiêu dao. Ông tàng kiếm team mình quýnh ghê quá. Bắt gọi là bắt chết, giống kiểu hậu báo anh em ạ. Nhai cũng gọi là hay, kiểu thấy mục tiêu nào yêu máu tao nói rượt khắp map luôn nha. Rượt bất chấp anh em ơi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có một team đối đầu trong cái bản đồ này, và khả năng đó chính là thiên nhẫn. Rồi, thiên nhẫn ơi, hiện hình đi. Đây, bây giờ thiên nhẫn mới ra, nãy giờ ta quýnh nhau y xèo không chịu ra, giờ xuất hiện làm gì ba. Rồi nè, rồi xong luôn, tiêu dao cái lóc nữa, và như vậy là trận tâm ma đây là kết thúc anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.